Chào cả nhà. Thì hôm nay mùng 5 Tết thì luôn tiện đi công việc ở Củ Chi thì ghé thăm bà cụ sống mình trong cái căn nhà hoang á ở Củ Chi để coi bà ăn Tết như thế nào. Thấy bà đang nằm mình bên trong này. Đi vô thăm bà luôn. Hơi bề buồn. Chào bà ơi. Con chào bà. Bà nhớ con không? Quên rồi hả bà? Dạ. Con ở đâu? Dạ, con ghé thăm bà vậy đó. Bữa hôm con có ghé thăm đợt trước rồi đó. Bà nhớ rồi. Bà nhớ rồi ha. Dạ. Bà ăn uống gì chưa vậy? Bà ăn rồi con. Tết nhất người ta có cho bà bánh kẹo đó ha. Con cho bánh kẹo. Cho bánh kẹo cho gạo nè. Dạ, ăn Tết cho nó vui. Dạ. Thôi bà ngồi đi, bà ngồi cho con hỏi thăm bà cái. Dạ. Tết người ta cho bà đồ đạc ngoài này đi ha. Dạ. Dạ. Rồi Tết bên nhà nước có cho quà cáp gì không bà? Nhà nước không có cho quà cáp. Vậy cho cái gì? Cho tiền ăn Tết. Cho tiền ăn Tết hả? Vậy thì vui rồi. Dạ. Bà ăn Tết vui không? Vui. Có gạo có tiền vui. Có gạo có tiền là vui rồi ha. Dạ. Mọi người về quê hết bà. Bên quán cà phê họ đóng cửa hả bà? Họ đóng cửa sớm lắm. Dạ. Bán sớm mà bán còn chút à. Dạ. Rồi bà có đi chờ đi đồ gì không? Có gửi ai mua cái gì mà ăn không? Có. Dạ. Mua cái gì đâu nào? Con thấy cái gì ăn hết vậy? Có. Cá kho. Bánh trái người ta còn cho nhiều á bà ha. Cho nhiều. Dạ. Ăn hết không? Ăn thì bán lại cho điện qua hết hàng đó nha bà. Để hết hàng ăn không được. Dạ, bà đừng có để hết hàng mà nó ăn được á. Con thấy bánh nhiều lắm á. Bánh nhiều lắm. Để cho người ta bớt người ta cho mình tiền. Dạ, đúng rồi. Nè con thấy cái chai dầu đó chắc bà để lâu lắm luôn rồi, móc meo luôn rồi kìa. Bụi bằm bám đầy luôn rồi kìa. Đây bụi không à. Chắc lâu lắm luôn rồi đó, bạn đụng vô rồi đó. Cho mình tiền. Dạ. Nè như cái chai dầu này con thấy là cũ lắm luôn nè. Nước tương, nước đồ bà để dây để hoài vậy luôn á hả? Cái chai dầu này là thấy bà để rất là lâu luôn rồi. Bụi bằm bám đầy luôn. Đây bụi không chứ. Dạ. Rồi Tết bữa hôm con quay video lên có ai ghé thăm bà không? Có mấy người hỏi địa chỉ mà có ghé thăm bà không? Có hai người thăm. Dạ. Có hai người. Rồi đợt này có còn mất mát đồ đạc gì không bà? Có bị mất mát đồ đạc gì không trong nhà không? Chắc không có. Không có mất ha. Bà khóa lại thì khỏi mất ha. Khóa lại đi khóa cửa rồi. Dạ. Khóa lại còn mất nha, tại con đợt trước lên ghé thăm bà đó thì bà nói là bà để đồ mà nó mất hết trơn á, mấy đứa nó vô nó lấy hết đó. Giờ khóa lại. Dạ. Rồi tiền bà gửi cho người cháu chưa? Gửi người cháu rồi. Dạ. Khi nào cần thì lấy mà xài ha. Dạ. Có mấy triệu chứ đâu có nhiều. Mấy triệu nha, con không nhớ nữa. 6, 7 gì đó. Dạ. Có cái đợt con đem lên cho bà mấy triệu đó. Đó. Dạ. Vậy thôi nè. Còn họ cho chút đỉnh này ăn hết. Dạ. Thì đưa bao nhiêu là người ta cho bao nhiêu thì con đem lên cho bà bấy nhiêu. Đó. Dạ. Con đưa bao nhiêu. Thế có ai lì xì cho bà không? Không có ai lì xì, có mấy đứa anh đi ngoài đường nó cho. Mấy cái anh kia ngoài đường á hả? Cho được 150 người vậy đó. Dạ. Sao thấy bà buồn vậy? Tết bà buồn vậy? Đói cô không được khỏe cũng. Bà bành à? Bà mệt hay sao? Bà mệt. Dạ. Đói cũng là yếu. Tết năm này là được cái Tết này nữa là bà bao nhiêu rồi bà? 8 mấy bà nhỉ? 84 ha. Dạ. 84 tuổi rồi, sống một mình trong cái
căn nhà hoang vậy đó. Bà, cái chủ nhà này họ có khi nào họ về không bà? Có. Dạ. Bao lâu rồi họ chưa về bà? Cứ vài năm vài lần. Dạ. Họ về rồi họ còn cho bà ở ha? Không gì à. Bữa không cho ở, bữa đi. Lâu chưa bà? Vài tháng nay à. À, mới về Tết này á hả? Giờ Tết này đó. Nó bữa đi đừng ở đây. Dạ. Ở đây sợ chết trong nhà người ta. Dạ. Chết chết chứ đâu có làm gì. Dạ. Chết đâu có làm sao. Mấy người đó là đi nước ngoài hả bà? Ở bên nước ngoài lâu rồi. Dạ. Cho họ bà bán ở bển đó. Dạ, cho cái quán bên đó bán rồi bà ha. Cho bán còn mình rủi đi. Dạ. Đồ đạc của bà nên Tết người ta cho bà đấy. Trời, muối quá trời, để từ cái muối mà cái muối này lâu lắm luôn rồi đó bà. Dạ. Ôi, người ta cho bà giò quà kìa. Bà phải tháo ra mà ăn đi chứ đừng để lâu rồi nó hết hàng sử dụng á nha. Mấy cái giò quà này mà để lâu rồi nó hết hàng á bà. Trời ơi, người ta thương bà ghê, người ta cho quà quá trời nè. Cho toàn đồ ngon không á bà. Bánh của Orion này ngon á. Bà tháo ra mà xài chứ bà đừng có để vậy á. Dạ. Bà biết sao không? Để như vậy là nó hết hàng sử dụng. Trời ơi, mì gói đồ quá trời luôn nè. Cho quá trời luôn. Mì gói rồi nước ngọt. Mấy thùng mì luôn. Trời ơi, con khô này bà để đây bụi bặm quá bà ơi. Dạ. Ăn hết thì gửi người ta, ta bán bớt đi cho để nhiều vậy nó hơn nó. Nè, ví dụ mấy cái thùng mì này nè bà. Bà ăn không hết thì bà bán bà lấy tiền. Chứ 2-3 thùng mì vậy sao bà ăn hết được? 4-5 thùng luôn. Thùng miếng là 1 nè. Trong này một cái thùng mì 3 miếng là 2. Đây thùng mì 3 miếng là 3 với 2 thùng hào hảo, 5 thùng. Một mình bà sao ăn hết 5 thùng mì? Ăn không hết thì nhờ cái mấy cái chị mà bên quán cà phê á bán giùm mì để lấy tiền mà để dành. Dạ. Rồi quá trời đồ mà bánh trái đó bà ăn là phải bán chứ không tôi để mai mốt nó hết hàng sử dụng người ta không xài được. Nha. Dạ, nhờ người ta bán giùm mấy cái nào ăn được thì để dành lại ăn, còn nhiều quá mà ăn hết thì bán bớt đi, khi nào cần thì lấy tiền ra mua lại. Chứ mình để trong nhà nó hết hàng rồi, đôi khi lỡ bà đi nào đi đâu rồi đưa mấy đứa nó vô nó thấy vậy nó lườm hết trơn à. Buồn lắm nha. Ai dọn dẹp cho bà vậy? Tết ai dọn dẹp cho bà vậy? Sạch sẽ nè. Cô kia tới dọn hả? À, nhưng mà mấy cái hũ đồ này là bụi bặm quá, bà để lâu ngày quá đó. Dạ. Dạ. Ủa, trong này còn mì nè nè. Trời ơi, mì với nước ngọt dầu ăn. Nha, bán đi nha. Ôi, bà để là nó hết hàng sử dụng rồi, mai mốt không có xài được. Dạ. Bán đi, bán rồi mình để dành tiền mà khi nào mình cần thì mình xài, mình lấy ra mình mua thêm. À. Hôm nay con đi làm ngang đây con ghé con thăm coi bà ăn Tết làm sao. Vậy hả? Dạ. Làm ở đâu? Con làm trên Củ Chi này nè. Làm Củ Chi. Dạ. Rồi mấy bữa nay nấu nướng làm sao bà nấu nướng ăn hả? Nấu nướng ăn. Dạ. Rồi bên mấy bữa nay bên kia nó họ nghỉ Tết rồi sao nước non có bà có xài không? Có cho xài. À, Tết nhưng mà họ vẫn câu nước cho mình xài ha, họ không cắt ha. Dạ. Dạ. Thôi bà ơi, con hôm nay con ghé thăm bà, có cái số tiền của cái em Minh Kiến ở bên Sydney á, lì xì cho bà. Em Minh Kiến ở bên Sydney Úc á, lì xì cho bà năm mới. Để bà có tiền bà xài ha. Cảm ơn con. Dạ, đây 2 triệu đồng á bà. Bà đếm giùm con cái coi đủ không giùm con với. Dạ. 2 triệu đủ chứ. Dạ, đếm giùm con cái đi. Còn thiếu. 4 2 4 5
7 8 9 10 là nhiều đâu. Bà đếm từng tờ á. À, đếm từng tờ á. Dạ, bà đếm từng tờ cho con cái. 1 2 3 4 6 4 với 2 là 6. 4 với 2 là 6. Rồi 6 với 2 là 8. 8. 8 với 2 là 10. 10. 12. 12. 14. 16. 18. 20. Rồi, đủ bà ha, đủ 2 triệu bà cất ấy. Đủ 2 triệu. Dạ. Cảm ơn con. Không, không phải của con, của cái em Minh Kiến ở bên Sydney á, bên Úc á, gửi về tặng cho bà. Lì xì cho bà ăn Tết. Cảm ơn. Dạ. Em bà cảm ơn cái em đó đó. Cất cái bà, cất cái. Cất kỹ á, cất. Ít 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 về đưa cho bà thì xài được, yên tâm. Đưa nhiều quá không sợ. Sợ mấy đứa nó biết, nó coi được, nó biết nó vô nó có gì tồi bà lắm. Dạ. Vậy nhá, nhớ là đồ nhiều quá bà để vậy là nó hết hàng á. Có mấy cái nó gói quà vô vậy thôi chứ nó hàng nó gần đến rồi bà hiểu không? Bán bớt chứ để nhiều đó, Tết nhất mà người ta cho bà nhiều quá, bà ăn hết mấy gói quà luôn, chứ không phải một gói luôn, mấy gói luôn. Con thấy mấy gói luôn. Nha, nhớ bán nha bà. Con mượn con coi cái nha. Con coi cái nha. Coi cái này nè. Đây nè, quà người ta cho bà quá trời luôn. Bánh này, mấy cái bánh này là con sợ nó hết hàng đó bà hiểu không? Nè, bà đem ra bà bán bớt đi. Rất là nhiều luôn. Đây bánh. Bà bán bớt đi bà ơi. Này con coi hàng sử dụng tháng 4 2020 à. Là gần hết hàng rồi. Còn có 3 tháng nữa, bữa nay tháng 1 rồi. Cái này tháng 12. Tháng 12 thì hơi lâu nhưng một mình bà ăn cũng hết. Nói chung là mấy cái bánh mà họ gói vô đây thì hàng sử dụng nó thường thường là nó gần hết rồi, họ tranh thủ họ gói vô họ bán á. Bà phải bán nha. Con coi cái nước này. Cái này cũng gần hết rồi nè bà. Vậy hả? Dạ, cái này là tháng 10. Nước trà, nước sữa đó. Trà. Trái cây đó. Nước trái cây á. Cà. Dạ, nó cà, cà chua, cà chua ép. Bà đổ ra bà uống đi chứ nó gần hết hàng nè, bà thấy không? Tháng 10 năm 2020 là còn có 9 tháng nữa, nếu bà uống bà để là nó lên men là nó hư á. Còn lâu nhưng mà bà quên, con thấy sợ bà quên đây sữa này, người ta cho bà sữa này. Sữa này cũng thường thường là máu hết hàng lắm. Sữa là gì không biết. Tháng 5, cái sữa này tháng 5. Tháng 5 là bữa nay tháng 1 rồi. Ngày 6 tháng 5 năm 2020 là hết hàng. Bà tránh thủ bà cái nào bà uống được thì bà uống, mà không thì bà bán đi. Cho bà để là nó để là nó hết hàng rồi là bỏ uống lắm mà bán người ta không mua. Dạ. Ra Tết bà đem đi bán hoặc nhờ người ta, nhờ mấy cái chị mà bên quán cà phê á bán giùm. Mà để tiền mình giữ. Vậy thôi, hôm nay con ghé thăm bà vậy thôi, con đi làm tiếp nha. Cảm ơn con. Dạ. Có gì lâu lâu con đi ngang qua đây thì con ghé thăm bà. Ghé thăm bà. Dạ.